Xin chào anh em. Video tiếp theo này thì mình chia sẻ về cho anh em về cách nhận biết về dòng võ Nokia 88, võ 6700 Gold Zin và võ 6700 hàng lô nó giống và khác nhau như thế nào. Thì nhiều anh em hỏi bảo tại sao mua một cây 67 mà bây giờ nó như nhiều cây nó hai mấy đến ba mấy triệu, thì thực chất là nó có. Với bây giờ dòng 67 Gold như ngày xưa lúc nó mới sản xuất ra thì nó chỉ khoảng tầm 10 triệu. Nhưng đến bây giờ thì cái thời gian nó cũng lâu và cái dòng này thì thị trường Việt Nam riêng về màu gold thì rất nhiều người ưa chuộng, cho nên tại sao giá nó ngày một đắt. Chơi đồ cổ thì riêng màu gold lúc nào cũng đắt nhất, ngay cả 88 thì bây giờ một cây anh em đi mua một cây new thì nó ít nhất là phải 120 triệu, nơi nào bán rẻ thì phải 101 chứ không có cây nào rẻ hơn. Và 67 thì một cây new thì bây giờ anh em mà mua thì ít nhất phải bạn tầm 35 triệu. Thì đấy là những chia sẻ thật lòng của như em làm trong nghề thì em hiểu, còn nhiều anh em không hiểu thì bảo tại sao mà nó đắt thế, hoặc là các ông bán tại sao cao vậy. Thì anh em hiểu là anh toàn quốc thì lâu nay vẫn vậy, dù muốn hay không thì anh em chơi dòng này thì giá cả thị trường nó là như thế, không không có rẻ hơn đâu, trừ khi người ta bán lừa hoặc là người ta cháo đồ vào thì nó mới có máy vừa ngon vừa đẹp mà vừa giống zin và rẻ thôi. Ví dụ như đây, một bộ võ 6700 lô và một bộ võ 6700 zin, như bộ này thì mới là bộ cũ thôi chứ chưa phải là bộ đẹp xuất sắc được. Đây nhìn hai màu nó khác nhau, như dòng võ 6700 hàng lô thì màu nó sẽ màu nó ánh nó xanh xanh vàng nghệ hơn, còn dòng mà võ zin thì màu nó nhạt, ánh vàng của nó khoảng tầm 12 12K, còn hãng thì thấy báo tầm 18 nhưng em thấy như tầm này thì được 12 thôi. Đây, mặt trước này, mặt sau này. Mặt sau của những cây vỏ lô nó khác hoàn toàn này. Anh em cứ mặc định là những cây nào mà vỏ 67 mà hàng mà vỏ mà màu nhạt nhạt xuống màu ấy, mà nhìn nó như ánh vàng ấy, thì nó sẽ là vỏ zin. Còn những cây mà màu vào màu xanh xanh như thế này thì 100% là vỏ lô. Em gặp nhiều tình huống là anh em mua tận hàng nước ngoài rồi bỏ xách tay đây xách tay kia thì toàn là mua hàng vỏ thay hay về hết, và mua giá toàn cao chứ toàn mười mấy triệu. Dubai hay đu bông ở đâu cũng thế thôi, nó là hàng thay vỏ thì nó vẫn là thay vỏ. Thà các anh mua ở trong thị trường Việt Nam đi, ví dụ anh mua máy có trục trặc vấn đề gì thì còn có nơi mà kêu. Nhưng bây giờ mua tận bên nước ngoài thì mua hẳn dòng thay vỏ về thì nó còn giá trị gì nữa đâu. Mua con máy này trong thị trường Việt Nam, ví dụ nơi nào bán cao lắm thì cũng tầm dưới 3 triệu đi, dưới 3 triệu là cao lắm đi. Thì còn biết rõ ràng tình trạng, như bây giờ các anh mua bên kia mười mấy triệu về mà dòng vỏ thay thì các anh bắt đền người ta làm sao được. Ở trong nước thì chắc chắn người ta bán người thì người ta cũng phải báo rõ tình trạng, chứ không có ông nào bán một cây vỏ 67 thay vỏ mà người ta dám báo là dòng vỏ zin được. Bây giờ zin dòng chơi điện thoại cổ đắt nhất vẫn là vỏ, còn ruột nó chỉ là một phần thôi. Giá trị cao nhất bây giờ là bộ vỏ. Ví dụ bây giờ anh em mình cùng xem phôi như mặt trước của một con dòng vỏ thay, à vỏ vỏ lô với một con mặt vỏ zin, xem phôi nó khác nhau như thế nào này. Phôi những cái cây zin này thì từ cái vết hàn này của nó này, nó dày, nó chi tiết và nó đều đều nhau tăm tắp luôn. Ở trên này mặc định 100% những cái mặt win nào mà mặt zin thì đều phải bằng cái lấy nhựa này hết, không có cái mặt win nào mà bằng kim loại này. Em chưa chưa gặp chưa thấy, tất cả zin đều là lẫy trên cùng này đều phải bằng nhựa, chắc mối hàn này nó khô nó sắc nét nó sâu. Còn những cây hàng lô thì rất tất nhiên là nó thô rồi, bởi vì hàng giá nó rẻ và hay người ta sản xuất theo dây chuyền công nghệ nó khác, làm sao để do hãng nữa, hãng này công nghệ máy móc người ta không khéo lên cả cả triệu đô thì giá trị sản phẩm nó làm ra nó khác. Ví dụ bàn phím rồi đến bàn phím bên dưới này, bàn phím zin thì luôn luôn có cái số seri ở bên tay trái này này, nhìn cái màu nhựa này nó cũng khôn này, nó sâu sâu, nhìn sự đàn hồi nó cũng tốt hơn nhiều. Đây nhựa hàng lô này, bàn phím bên dưới này, mối hàn này, mặt trước này,
một cái ánh xanh này, một cái ánh vàng nhạt này, mặt kính của nó này. Chắc mỗi mặt kính này là anh em khó nhận biết nhất, nhưng mà có một cái hay nhất là của dòng mặt kính zin này, anh em dùng qua thời gian mà tỷ lệ nó bị ố, nó bị ố đen như mấy cái mặt kính lô này thì ít, siêu 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 khi hiếm hiếm gặp, trừ trường hợp là máy bị anh chị vào nước rồi để trong chế độ ấm mới bị thôi. Còn nếu như ra hàng mà như hàng lô này anh chị có giữ gìn bao nhiêu hay ngay bọc dán ni lông cẩn thận thì đến sau này nó bị ố là chuyện bình thường, cái đó là không tránh được. Trường hợp vẫn muốn dùng một gô này thì chỉ có thay sang cái kính đen thôi, thì dùng nó bền thì yên tâm an toàn nhất thôi. Đây là mặt trước. Còn đến cái phần quan trọng tiếp theo này, phần gáy nhựa đằng sau này, đây anh em xem phôi này, từ cái màu phôi màu chữ này, từ màu phôi màu chữ nó khác nhau này, từ cái xương nhựa này, xương nhựa nói chung hàng zin nó nặng khôn, nó dày hơn là điều chắc chắn rồi, tùy theo màu bên trong này, màu chữ này đen thì chữ vàng này, xương nhựa. Nếu về cái xương nhựa này mà anh em không không chơi kỹ, chơi sâu thì để nhận biết thì chỉ có một cách duy nhất là xem cái màu của cái xương này thôi, màu zin thì nó nặng nhạt, mà hai cầm vào cái xương thì nó sẽ chắc chắn hơn so với hàng kia nhiều. Rồi liên quan đến phần gáy, màu gáy bên ngoài, màu gáy zin thì lúc nào nó nhạt, màu nó ánh hơi xuống màu hồng một chút, còn màu dòng lô thì nó sẽ hơi xanh. Đây, bóc cái lô gọn xanh rồi. Đây, màu nó hơi xanh xanh. Nhìn màu của anh điện thì có vẻ đẹp. Tầm tài chính hạn hẹp thì mình dùng cái dòng võ thay này thì cũng được, gọi là có cái dùng cho bớt nghiện vậy. Tiếp theo cho đến nắp pin. Nắp pin hai cái, ví dụ như ngay cả hàng lô nhé. Hàng lô anh em nhìn về cái phôi, phần phôi bên trong. Phần phôi bên trong thì nó có rất nhiều loại phôi, nhưng mà hôm nay thì phôi dòng vỏ lô ấy, nhiều cái nó làm đẹp lắm. Nó làm gần như giống zin mà như anh em nhiều người cũng khó mà phân biệt. Đây, xem cái dòng chữ nó khác này, còn zin thì nó sẽ to hơn, cái màu phôi bên trong thì nó cũng khác, nó khôn hơn rất nhiều. Đây, anh em xem hai chữ này, chữ to, zin to hơn nhiều, ngay cả cái dòng số này nó khắc nó cũng sâu hơn, nó sâu chìm hẳn xuống dưới luôn đấy, chứ không phải khắc bề nổi giống như cái bên trên này. Và cái mối hàn này của nó ấy, nó sẽ chuyển sang màu hơi hơi đen đen một chút. Đây, mối hàn này hơi đen đen, còn màu này thì nó mới thì nó sáng hơn. Nó sáng hơn nhiều. Nắp pin của nó thì nó sẽ màu ngã sang màu xanh, còn nắp zin thì màu nó sẽ hơi nhạt, dạng vàng 12K. Đây, nắp pin này hơi xước, nó đang có một loại màu vẫn nhạt như thế này nhưng mà nó sẽ hơi ánh hồng hồng lên một chút, thì nó vẫn là nắp zin, nhưng mà nắp đó là của thị trường khác, thị trường Nga. Đa phần vỏ sau 7 của dòng thị trường Nga thì nó sẽ đậm hơn so với dòng thị trường châu Á này, châu Á thì màu sẽ hơi nhạt. Rồi, đến xương nhựa hết rồi. Ok, thì video này mình sẽ giới thiệu qua với anh em cách nhận biết về phôi và màu sắc. Nó có một cái gì đấy giúp anh em trong quá trình anh em đi mua máy hoặc là mua bất kỳ ở đâu thì có cái khái niệm phân biệt tốt nhất có thể. Còn hơn là bây giờ không biết gì mà đi mua thì mua máy rẻ rẻ 1, 2 triệu, 3 triệu thì cũng không quan trọng lắm. Chỉ sợ anh em mua những con máy dòng mà lên võ mà mua những mười mấy triệu thì điều đó hơi đáng tiếc, hơi đáng buồn cho anh em. Rồi, anh em chia sẻ rồi video này cho những anh em nào mà đang quan tâm đến dòng số 7 này nhé. Thì cần liên hệ hay tư vấn thì liên hệ với em qua số điện thoại trên này. Ok, chào anh em.